Sáng ngày 14 tháng 7, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến nay. Theo đó, từ năm 2000 đến nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 168.139 hộ dân đã tham gia hiến gần 5,4 triệu m2 đất, ước tính tương ứng số tiền hơn 10.050 tỷ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình, trong đó 3.874 công trình mở rộng hẻm ước tính gần 6.623 tỷ đồng. 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính gần 3.380 tỷ đồng và 119 công trình khác, ước tính hơn 48 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá, thời gian qua, phong trào hiến đất mở rộng hẻm của Thành phố Hồ Chí Minh được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Song ở khía cạnh nào đó, còn những hộ dân đầu hẻm không được hưởng lợi nhiều từ việc mở rộng hẻm hoặc những gia đình diện tích nhỏ bị ảnh hưởng lớn. Đòi hỏi các sở ngành địa phương phải nghiên cứu, tính toán các giải pháp, cơ chế hỗ trợ nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích cũng như bù đắp thiệt hại cho người dân. Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 3, đồng chí phan văn mãi yêu cầu các địa phương tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình các tổ chức có liên quan nhanh chóng giao đất để thành phố có mặt bằng triển khai dự án đồng thời tìm giải pháp hiệu quả nhất nhằm đảm bảo bồi thường hỗ trợ sinh kế để người dân có cuộc sống tốt hơn sau khi giao đất triển khai dự án